đấy có một cái lễ hội gì ấy, mọi người rất đông đúc, người chặn đường. Bên phía phải này là Rudy Regate, rồi nó là cano tiếng Đức, cano rồi đua cano, đấy có công an đầy đường, đấy, nhiều lắm. Tại sao ở đông thế? À, festival. Nó có một cái gì đấy? À, bơi. Để hộ bơi. Mọi người dỗi hơi đi bơi, xem bơi, còn mình thì phải đi sửa xe.
một tắc đường. Tắc bao nhiêu nha, bao nhiêu phút vẫn chạy được tốc độ chậm chậm. Tắt đường 3 phút.
vứt cái bê tông lên, xong rồi họ đào hết sỏi lên thì còn đất thôi, xong rồi họ lại dài sỏi xuống, sỏi mới. Cái gì cũ họ đem đổ vất xuống khác đấy. Đâu có tắc đâu. Sợ tắc đường thì không tắc tiếp. Eo chảy vẫn ngon. Xăng thì mấy bữa